Hello anh em, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Everyone. Ngày hôm nay Miner Wall breaker. Đây là một cái deck mà ta thấy là nó đã tồn tại khá là lâu rồi khi mà Magic Archer đang còn là rất mạnh. Tuy nhiên thì cái phiên bản này nó cũng không còn nhiều người sử dụng nữa, tại vì phiên bản của Magic Catcher có một cái điều đó là cái Magic Catcher là một con nó cực kỳ là lợi hại ở cái thời điểm mà nó rất mạnh. Còn hiện tại bây giờ nó yếu hơn. Các bạn biết là cái máu của nó chậm hơn, máu của nó yếu hơn, vì vậy là cái sức ảnh hưởng của nó không còn nhiều nữa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đến với lại cái deck này với một player khá là, nói chung là tốt, 17.900 không phải đến tệ đâu. Let's go, chúng ta sẽ đến với cái đầu tiên. Cái number one. Miner Wall breaker đánh với lại 3 Musketeer, Royal Hotser, nếu mà không nhầm. 3 Musketeer hiện tại bây giờ quá yếu. Phải nói là 3 Musketeer bây giờ là về low ranking, về low rate, win rate, bởi vì là các bạn biết là cái first skill của Masticity bây giờ yếu quá. Mình cứ nghĩ là nó chỉ là first skill ở trong cái lần đầu tiên nó xuất hiện không. Tuy nhiên thì không phải. Masticity với lần first skill khi mà nó đối đầu với lại cái thẻ bài này thôi. Chứ nếu mà thẻ bài khác nó vẫn là như vậy ạ. Ví dụ như các bạn nhớ nhá. Ví dụ đây ban đầu nó bắn, nó đấu với một con súng này, một con súng kia thì nó bắn rất là chậm hơn. Nhưng khi cái lần thứ hai khi mà nó đấu đầu với lại một con wizard chẳng hạn, thì cái tốc độ bắn của nó cũng lại như vậy, nó được hớt đầu tiên của nó cũng lại bị chậm hơn. Nó rất là buồn cười các bạn. Nên là vì vậy là Musketeer bây giờ giảm quá nhiều và cái tỷ lệ sử dụng Musketeer bây giờ là rất là thấp. Thế ban đầu thì mình nghĩ là chỉ là có một turn đầu tiên thôi của Musketeer, nhưng mà không phải. Nếu mà tuần đầu tiên của Masticity mà chỉ là như vậy thôi thì thực sự là Masticity nó chẳng thay đổi gì. Nhưng đây là Masticity của thời điểm mà cái first turn đầu tiên của nó bây giờ nó cũng chậm. Khi mà nó cần đối mặt với những cái bài khác, nó chậm lại thực sự là Masticity, và bây giờ là stream Masticity rồi. Đấy là thời điểm mà nó phải vào tủ kính rồi. Ok, quay lại với trận đấu. Royal Hotser như thế này là không hợp lý, bởi vì là Royal Hotser tách đôi ra. Banky không thả một con gì để defend Miner. Thả Miner, thả Hunter như thế này sẽ bị đàn bát hoặc là Magic Archer bắn luôn. Nhưng bát là hợp lý. Lợi hại của Magic Archer trong matchup này là thể hiện rõ rệt, bởi vì là nó bắn được xuyên hai con Masticity và một arrow, chỉ cần hai thân của Masticity và một arrow thôi là đã xong rồi. Hai thân của Magikature. Thực sự đây là bắt chấp dễ cho Miner Wall breaker, bởi vì là cái deck Musty bây giờ nó yếu, mà hơn nữa là có Magic, có arrow, có Banky, có Bone Tower, Royal Hotser không thể vượt qua được. Đánh như thế nào nữa thì Musty cũng không thể thắng được mắt chắc này. Ok, mắt chắc là easy, dễ. Magic Catcher, đây là cái điểm mạnh của Magic Catcher, bắn một basic skill mà ai cũng phải có khi mà sử dụng Magic Catcher. Ok, chúng ta sẽ đến vào matchup thứ hai. Let's go. Alonpro rồi. Đây là player Việt Nam hiện tại cũng đang top 10 gì đấy. Đầu mùa thì các player họ thường là put sớm lên top. Và đây là Lockbait với Tesla. Mình nghĩ ngay đến deck của Bad Bunny. Trong fanlist của mình đánh cao rất hay. Phát bài rất tốt khi mà đặt một cái Phải nói là Akalong anh ta cũng đánh kỹ năng tốt đấy, bởi vì anh ta đặt ngay một cái Tesla. Nếu mà trong turn vừa rồi không đặt Tesla thì sẽ bắn, và còn Magic Archer nó sẽ bắn xuyên vào vân này và rất nhiều đam đến từ Magic Archer luôn. Arrows. Thực ra cái deck matchup này thì 50-50, bởi vì là cái deck của Miner Wall breaker này cũng khó có thể vào trụ được. Còn cái deck của Longbase thì để bị counter bởi Arrow và Banky thì cũng khá là khó để có thể vào trụ. Miner móc hốp rồi, bắt được bàn gang, bắt được Miner. Magic Archer. Rất nhiều đam đến từ Magic Archer. 3 hit. Khá đầu đấy. Làm bát sẽ là defender company. Arrows. Không, tuần này không sử dụng arrow. Mà nếu mà trong cái tuần này không sử dụng arrow thì tuần sau sẽ sử dụng minor arrows. Banky đẩy lên làm phanh, hợp lý. Bỏ một tên này, quay đổi lại được một lúc đối. Các chiến thuật đánh cũng phải nói là đổi hướng hay. Bây giờ thời điểm mà Miner đẩy lên, Walkmaker và Miner có khi là arrow trong sân này không? Miner bắt chậm ở con này, bắt Miner sai rồi. Banky đi vào trụ. Không ý, Magic Archer tiếp tục không, tên này dễ bị bài lắm, không ai làm tên thứ hai. Chúng ta cần đánh phải bất ngờ nữa, với Magic Archer là phải bất ngờ. Với Magic Archer là chúng ta phải có những turn gọi là đánh đối phương không nghĩ là chúng ta sẽ đặt như vậy, mà đánh một cách bất ngờ này. Banky bắt bài Princess, Miner đẩy lên Arrows, không kịp Tesla bắt bài lỗi Miner. Và đây là thời điểm mà Arrows. Walkmaker rất nhiều đam với từ Walkmaker, một mình con bạn, một mình kia sát, một IC Creep đã không ngủ để giết được Walkmaker. Hơi đen. Thời điểm mà Rocket rồi, Rocket còn cái này rất đủ vì là chưa có nhiều ly. Một lock là chưa đủ để chết được đam đấy. Dùng một cái Torero nó hơi mạo hiểm, sự rất mạo hiểm trong cái turn này, bởi vì là rất đang bị lỗi đi mà đã dùng Rocket rồi thì sự rất là khốn. Magic Catcher bắn rất nhanh, Banky đẩy Banky rất nhanh, đàn bát xoay rất nhanh, và Miner đẩy lên. Robin Gang xuất hiện không? Arrow perfect. Đánh sử dụng Rocket trong thời điểm mà các bạn có thể control được game và dư Eli thôi, còn 3 Eli thì các bạn dùng Rocket thôi. Trước khi mà dùng Rocket hoặc là dùng Rocket chay thế này thì sự không ổn. Goblin nó có thể dùng bát ở option này. Miner Wall breaker đẩy lên. Có bàn khi làm tanh, Magic Catcher Arrows. Nếu mà sử dụng Knight để defend bắt bài của Miner thì thực sự là không ổn, bởi vì Magic Catcher và Banky đi phía sau nữa, không có chuyện nào. Ok, matchup này khá là thú vị. Các bạn biết là gần như là trong cái chơi vừa rồi gần như không đặt ở player này, anh ta không đặt bom thrower luôn khi mà đối mặt với đệ này của anh. Ok, ở đây là phiên bản có phiên bản nó khá là dị, có cả Knight, có cả Miner, Inferno Dragon với cả Balloon. Xem những cái matchup mà kiểu nó off beta này thì chúng ta sẽ có những cái kỹ năng tốt hơn, nhiều kỹ năng hơn, thay vì chúng ta chỉ đánh một beta thôi. Và thời điểm hiện tại meta nó vẫn chưa hoàn thành, nó chưa định hình được nên là. Còn nữa này các bạn, mình thấy là cái thời điểm này mà sử dụng Masticity với lại skeleton dragon thực sự là một thảm họa, bởi vì hai con này đã bị giảm quá nhiều. Rất nhiều đam, ngay từ pattern ban đầu đã có những rất nhiều đam. Deck này nó chỉ không mỗi arrow thôi thì cần phải có sự support với Miner và arrows. Rất nhiều đam từ Wall breaker. Dùng Magic Archer và làm bass sẽ cắn. Không hợp lý. Arrow trong turn này không? Arrow trong này thì có Magic Archer nó sẽ bắn cực kỳ thối. Bomb tower. Chân tay trên arrow để bắn thằng Lava Pop. Một con hit balloon. không có một hit đến từ bạn mình. À, sau tôi vừa rồi thì cái bom tower nó nổ, vì vậy là Walu không làm trụ. Dùng hai con skeleton để defend goblin hơi vô lý, hơi vô lý. Tưởng chừng là sẽ đẩy Walkmaker lên thì ra hai con skeleton nhưng không phải, chậm hơn. Đó là một pha đánh lửa. Walkmaker không kịp. Một mình là bác sẽ xử lý thôi. Thực ra player này chúng ta có thể dùng một con baby ở con Inferno Dragon đẩy lên để support con lava được, thay vì anh ta dùng arrow. Chúng ta dùng arrow trong chân này, chân vừa rồi không có nào support cần phải cả. Các bạn cũng biết là một con Inferno Dragon thì cũng có thể solo chúng ta được bắt. Spam rất nhanh, rất nhanh, nó chọc hay đấy. Còn cái phone là sao lại bóng sao là Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hihi, nó bắt chắc không đến nỗi ta một tệ. Not bad. À, làm Golem. À, Swimmy my friend. Mình đã từng mời anh ta làm ở trên clip của trên kênh của mình 2-3 clip rồi. Swimmy, Wizard, Jiren, Robin Gang, Elixir Predator, Barbarian, Zap, Sparky, Jiren. Đặc biệt là mình rất thích anh ta bởi vì là những ngày mà mình biết anh ta là mình biết đến từ là anh ta chơi Wizard với mình khá là thích. Mình biết anh ta khá lâu rồi. Mày nợ. Ồ, anh King Tower rồi. Nhưng mà Miner Wall breaker mà anh King Tower thì không hề hấn gì. Rồi điểm đặt gang mà có thể đặt bình. Thế mày xoay đi anh ta vẫn chỉ cần anh ta đặt bình được. Mà xem chúng ta cũng biết là chúng ta xem là soi bi anh ta sẽ đẩy có bình hay không hay là không. Sparky sẽ kết hợp với lại Jiren trong turn này. Sparky bắn vào Magic Archer và nó trúng vào cả tower luôn. Thực sự phải nói là một pha lỗi đến từ ground position này, drop một vị trí lỗi từ Magic Archer. Có lẽ nó phải bắn vào wall tower trước thì đằng này nó lại bắn vào. À, cái như thế nào đây? Có dùng Walkmaker để chặn lại. Banky đúng là hợp lý. Arrow. Nine defense. Mình các bạn biết là nếu mà có sự support của tower hay là một quân gì đấy thì Banky có thể chặn hai turn, đỡ được hai turn. Tuy nhiên thì nếu một mình Banky mà solo thì các bạn còn spike chết luôn. Mình là người sử dụng Banky thì mình biết điều đấy. Cái chiếc King Tower mà không đập được bình, thực sự phải nói đây là cái thời điểm mà khó khăn cho cái deck quốc Miner Wall breaker. Bởi vì Sparky nó cứ đẩy như thế này thì vẫn có đánh. Không có biết cách nào có thể giết được Sparky. Có chăng là sử dụng Magic Catcher là sẽ bắn xuyên bị arrows. Thằng ba cắn được chết được Sparky rồi. Thời điểm có thể đặt bình tiếp theo, hai bình không, tiếp tục công Sparky. Goblin Giant Walkmaker không thể vượt qua đằng Barbarian, không thủ quá chắc. Mong sao ở Bass Wizard sẽ đẩy lên và bắt lần bát. Tuy nhiên thì nhầm rồi. Arrow đã. Arrows. Sự support của Magic Archer là cực kỳ lợi hại trong matchup này. Good defense. Arrow, Wall breaker, không kịp. Vẫn kịp. Magic Archer sẽ bắn nát thằng Barbarian này và Banky. Đặt Wizard rớt hay không? Chỗ này phải đặt Wizard rớt của defense đã. Miner móc lên. Arrow system này là hợp lý. Workbreaker có một hit đẩy rất nhanh. Hay. Đánh Thailand, một mình cho Sparky bên kia không quan tâm được lắm. Magic Archer sẽ bắt một khi. Con Jiren rất nhanh và Magic Archer không bắt được vào Sparky. Bang con Jiren trước khi mà nó bắt đầu. Tiếp tục là Magic Archer spam cực kỳ nhanh. Tại vì không biết không có cách nào để defend được con Magic Archer này. Bây giờ thời điểm mà hai Magic Archer bắn cực kỳ đau. Mà là một cái sau. Quá hay. Good job. Ok, bây giờ sẽ đến một matchup cuối cùng mà mình muốn show cho các bạn ngày hôm nay. Đó chính là cái deck Golem Giáp Fireball. Thực ra cái deck này nó không phổ biến ở cái meta ở trên cao đâu. Tuy nhiên thì ở những cái arena dưới thì nó rất là khác phổ biến ở những cái deck kiểu này. Dùng Miner, dùng Nightwick để defend Miner. Rồi, một arrow hợp lý. Mình thử xem cái cách đánh của... Thực ra cái matchup này nếu mà đi dốc anh ta cần thả Golem ngay từ ban đầu thì anh ta cũng không sợ gì cả. Mà anh ta đánh kiểu phép sinh như này thì anh ta cũng khó. Bởi vì cái deck mắt, nếu mà đánh theo cái tốc độ của cái deck Miner Wall breaker này thì anh ta thật bất thiệt. Mình đi back cam solo với lại Banky. Banky gọi bằng bố.